Thưa bà con, từ lâu con ngỗng đã được ví von như một loài vật ăn của giả, nhà của thật, bởi phần lớn khẩu phần ăn của chúng là các loại thức ăn thô xanh, những nguyên liệu rất dễ kiếm trong tự nhiên như rau, bèo và cỏ dại. Thức ăn tinh chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ nên không tốn nhiều chi phí. Hơn nữa, hiện nay nguồn cung thịt ngỗng trên thị trường chưa nhiều nên các món ăn từ ngỗng vẫn được coi là đặc sản. Nắm bắt được lợi thế này, từ 5 năm nay, ông Nguyễn Văn May tại Lạng Giang, Bắc Giang đã bắt tay vào nuôi ngỗng. Điều đặc biệt, ông còn tận dụng khoảng đất trống trong vườn bưởi để thả ngỗng, giúp lợi nhuận kinh tế càng gia tăng. Vườn bưởi 800 gốc. Những năm trước, ông May thu gần 100 triệu mỗi vụ từ việc bán quả cho các nhà vườn ghép trưng Tết. Những cái quả bòng này bán từ tháng 4, tháng 5 ấy, vào vụ của những người ở Hưng Yên, hoặc những người ở dưới cái vùng người ta giỏi và trình độ. Người ta ghép vào những cái quả lên chậu để người ta bán chậu Tết. Nhưng mà mình không có trình độ thôi, mình bán cho người ta loan. Còn những cái quả này để cho nó đỡ hại cây, thì bước sang năm thì để cả. Tuy nhiên, bưởi không phải là nguồn thu nhập duy nhất của ông May. Nếu như để ý thì bà con sẽ thấy là trên những luống bưởi này thì không hề có bóng dáng của một cây cỏ dại nào. Và chắc hẳn là bà con cũng đang thắc mắc, có lẽ là chú May đã phải tốn rất là nhiều tiền chi phí để thuê nhân công về dọn sạch cỏ trong vườn, hoặc là gia đình chú sẽ phải tự bỏ công sức ra để dọn cỏ dại trong vườn. Tuy nhiên sự thật không phải là như vậy, chú May không tốn một đồng tiền nào và cũng không hề tốn công dọn cỏ. Bí quyết của chú nằm ở những cỗ máy xén cỏ đặc biệt. Con ngỗng được ví như một cỗ máy xén cỏ, bởi lẽ khả năng vặt cỏ của ngỗng tốt hơn bò. Ngỗng có thể ăn tận gốc cây cỏ, cả phần củ rễ như một nguồn thức ăn xanh tự nhiên cho chúng. Tận dụng những đặc điểm này, ông May thả thêm đàn ngỗng trong vườn cây của mình. Bởi vì cái cỏ dây của dợ các thứ là nó sẽ ăn đâu sạch đấy. Cụ thể đây nhìn cái vườn này này. Ví dụ như thuê công nhân ấy, thì cái lượng này mà bỏ ra này chắc chắn phải mất hàng chục triệu để thuê rễ cỏ làm cỏ. Thứ hai nữa là nó sẽ có bóng mát để cho nó tạo thành một cái lớp phân. Cái phân này thì nó lại không hại bằng cái phân gà. Nó sẽ mát hơn bởi vì nó ăn cỏ. Việc nuôi ngỗng trong vườn bưởi không chỉ phát huy tối đa hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất, mà bóng mát từ tán cây bưởi lại giúp ngỗng có chỗ vui chơi cả ngày. Chúng cũng khỏe mạnh và lớn nhanh hơn. Nó có một cái sân chơi rất là hay cho những con ngỗng bởi vì nó có cái bóng mát. Hai là cái địa hình nó rộng như này thì là tạo những con ngỗng nó khỏe mạnh. Ví dụ như mình không có vườn bưởi nó có bóng mát như này thì con ngỗng thì thực sự ra là nó chỉ bơi nổi nó bình thường thôi, nhưng cái địa hình mình nó rộng mà nó có bóng mát này thì mình nuôi được rất nhiều, hiệu được 7-8 con cũng được. Nhưng liệu lượng cỏ dại trong vườn có đủ cung cấp cho cả đàn ngỗng háu ăn này hay không? Hàng ngày thì chú đã chăn thả ngỗng ở trong vườn rồi, tạo bóng mát và là nơi vui chơi cho nó rất là hợp lý rồi. Còn không biết là việc ăn uống của nó thì sẽ diễn ra như thế nào? Liệu rằng là chú có cho ăn ở đây hay không? Cho ăn bên này là không được. Tại vì nó rất vương vãi mà hai thứ ba đấy. Thứ hai là nó có độ rất là những phân vi trùng nó vào. Nên chú phải đưa nó về sân. Thế thì làm thế nào chú đưa được đàn ngỗng về bên nhà mình ạ? Vậy thì chú đố cháu là sẽ nghĩ cách nào để làm được. Người ta nói là chăn thả ngỗng đúng không? Thì chắc là chỉ có việc là mình lùa nó về thôi đúng không ạ? Thôi được rồi, thì bây giờ thì chú cho mình thử lùa xem nó có về không? Dạ vâng. Không dễ dàng để lùa đàn ngỗng đi theo ý muốn của mình, nhưng ông May lại làm được điều đó một cách đơn giản. Âm thanh chiếc máy nghiền thức ăn này như một tiếng chuông báo. Mỗi khi đàn ngỗng nghe thấy, sẽ lập tức quay về. Chẳng có nghe tiếng máy nổ không? Vâng ạ. Rồi, đấy. Chú chỉ cần có tiếng máy nổ cái là từ cả đàn ngỗng của chú bên mình vòng là đến giờ là được khắc về đây ăn luôn. Đều đặn mỗi ngày 2 lần, ông May sẽ cho đàn ngỗng ăn lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Nói chung chất lượng thịt ý, là do mình thức ăn pha chế. Mình cho ăn tốt mà cái sơ nhiều là thịt nó giòn và ngon, ngọt. Hai nữa là được các nhà hàng thì người ta thích.
Ngỗng của gia đình ông May nuôi theo kiểu chăn thả tự nhiên, thức ăn chủ yếu là cỏ, rau xanh và ngô, nên thịt ngỗng chắc, thơm ngon. Từ lúc bắt đầu nở đến khi đạt 5 tháng tuổi, ngỗng sẽ bắt đầu đẻ bói. Đến tháng thứ 6 đã có thể bán ngỗng thương phẩm, với trọng lượng trung bình đạt 5 đến 6 kg một con. Cá biệt có những con ngỗng nuôi từ 2 đến 3 năm sẽ đạt tới 9 đến 10 kg. Ông May chẳng cần tốn công đi tiêu thụ, cứ đến kỳ xuất bán, thương lái lại đến tận nhà ông để thu mua. Giá thị trường thì từ 4 cân trở lên là người ta sẽ mua 100 đến 101 một cân, cân hơi. Địa phương tiêu thụ là đa số ở các thành phố, ví dụ Hà Nội, hoặc là Hưng Yên, Bắc Giang, hoặc là Vĩnh Phúc, trong tỉnh cũng rất nhiều. Các nhà hàng ăn lớn người ta thường dùng đấy. Vì có bãi đất rộng, phù hợp với tập tính loài ngỗng, nên số lượng đàn ngỗng đã tăng gấp 5 lần sau 5 năm áp dụng mô hình. Với 500 con ngỗng, mỗi năm ông May cung cấp đều đặn ngỗng thương phẩm cho thương lái và trứng ngỗng cho bà con quanh vùng. Một quả trứng ngỗng nếu là bán cho những người người ta, ví dụ như là các người người ta đến mua, người ta ăn những cái bào bầu ấy, thì là sẽ bán vào tầm 40.000 một quả. Còn con ngỗng nở ra thì nó là vào 100.000 một con giống ạ. Tham quan mô hình nuôi ngỗng trong vườn bưởi của ông May, nhiều thành viên thuộc câu lạc bộ đa dạng sinh học nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tỏ ra rất thích thú. Anh May anh làm đây rất nhiều các thành viên của chúng tôi và ở những nơi khác về, thì đấy, cơ sở vật chất của anh như này, mà con người của anh này và thực tế anh nuôi này, thì anh cũng sẵn sàng vui vẻ mà chia sẻ một cách rất cởi mở. Theo tôi thì đây là một mô hình rất hay và hiệu quả kinh tế rất cao. Trong cái mô hình chăn nuôi nông nghiệp nông thôn bây giờ thì chúng tôi nghĩ là nên đa dạng sinh học, lấy ngắn nuôi dài, và luôn luôn khi chúng ta đưa cái mô hình đa dạng sinh học là hiệu quả kinh tế rất cao. Lấy cái con nọ nuôi con kia, ví dụ như là cái phân ngỗng thì nó nuôi vào cây bưởi lại có quả để nuôi lại, mua thức ăn lại cho ngỗng. Và con ngỗng nó lại là người dọn vườn thông minh cho anh. Như thế là người nông dân sẽ rất là đỡ tiền và phải là làm liên hoàn, tức khép kín như thế thì anh hiệu quả kinh tế nó mới cao. Hiện nay nhờ việc nuôi ngỗng trong vườn bưởi, ông May thu về khoảng 600 triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, ông May định hướng phát triển mô hình theo hướng cung cấp ngỗng giống cho những hộ chăn nuôi khác. Do đó, ông đầu tư thêm hệ thống máy ấp để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, so với chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm khác, thì ngỗng được coi là có thế mạnh rất lớn nhờ vào điều kiện tự nhiên. Ngỗng ăn thức ăn chủ yếu là các loại cỏ hoang mọc ngoài đồng ruộng. Tuy nhiên, tùy vào từng giai đoạn phát triển khác nhau của ngỗng, cũng như mục đích nuôi ngỗng để lấy trứng hay lấy thịt, người nông dân lại có cách thay đổi khẩu phần thức ăn của ngỗng cho phù hợp. Chỉ khoảng nửa tháng nữa, đàn ngỗng 500 con này của gia đình ông Nguyễn Văn May sẽ bước vào lứa đẻ tiếp theo. Thông thường ở giai đoạn này, ông May sẽ chuyển sang giai đoạn nuôi vỗ béo ngỗng. Đây là ví dụ như rau chuối và lá chuối và bèo và rau muống, chú trộn lại, nguyên liệu cái thành phần chất xơ này khoảng tầm 70%. Đấy, còn ngô là 10%, cám này chỉ 10%, và cộng với cám này là 2% đồ đạm, còn lại quận với nhau. Ngỗng là loại thủy cầm có khả năng tăng trọng rất nhanh. Chỉ sau 10 đến 11 tuần nuôi, khối lượng cơ thể đã tăng gấp 40 đến 45 lần so với khối lượng cơ thể lúc mới nở. Khi được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp thì tốc độ lớn của ngỗng sẽ rất nhanh. Còn nếu nguồn thức ăn chỉ là cỏ, rau xanh và hạt ngô, hạt thóc, ngỗng vẫn phát triển bình thường. Nguyên liệu này là có sẵn cùng từng địa phương, ở đâu cũng có, rất dễ kiếm. Bèo và cám và cây chuối có thể tận dụng được. Mình có khả năng là mình chăm chút một tí thì con vật nó sẽ ăn no và nó nhiều dinh dưỡng mà nó phục vụ cho mình được nhiều cái tốt hơn. Tùy điều kiện từng gia đình nuôi mà có thể cho ngỗng xuất chuồng sau 90 ngày, 120 ngày hay 150 ngày tuổi. Để tăng nhanh trọng lượng ngỗng, đồng thời làm tăng chất lượng thịt, thời gian nuôi vỗ béo, nông dân sẽ cho ngỗng ăn tăng thức ăn tinh, giảm vận động. Thời gian vỗ béo từ 12 đến 15 ngày trước khi bán, chứ không kéo dài hơn vì vừa tốn thức ăn mà lại ít hiệu quả. Thực tế là tôi cho ăn như thế này,
mọi người đều biết. Từng hai loại giống mà cái ngỗng mốc của Malai, ngỗng tàu đó, nó vừa bé, hai là cái thị trường nó không tiêu thụ mạnh. Nuôi cái giống này nó rất bình dân mà hai nó rất chuẩn và tốt, ăn uống hoặc là cái kháng bệnh của nó rất tốt. Sau khi ăn no, ngỗng thích uống nước và bơi lội. Ngỗng được tắm và bơi lội đầy đủ sẽ có bộ lông mượt và béo tốt hơn những con ngỗng nuôi không được bơi tắm. Nhờ điều kiện địa hình thuận lợi, ông Nguyễn Văn May vừa có diện tích cho ngỗng chạy nhảy, vừa có ao cho ngỗng bơi lội nên thịt ngỗng vừa chắc vừa thơm ngon. Thưa bà con, ngày hôm nay Góc Tư Vấn đã nhận được thắc mắc của bà con liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi thú y. Những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải đáp. Mời bà con cùng chú ý theo dõi. Và câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Nguyễn Văn Vượng với số điện thoại 0352 3 số cuối 151 tại Phụng Thượng, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội có hỏi: đàn vịt sắp đẻ, 3 ngày nay có hiện tượng chõi hai chân ra đằng sau và chỉ bị vào buổi chiều. Đi ngoài phân sáp lẫn máu, đã dùng thuốc Amoc, đặc trị tiêu chảy nhưng không đỡ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Vượng, với những triệu chứng bệnh trên đàn vịt như anh mô tả, chuyên gia của chương trình chẩn đoán vịt bị bệnh thương hàn và thiếu khoáng chất, vitamin. Những triệu chứng điển hình của bệnh này là vịt đi tiêu chảy phân sáp, có lẫn máu, kém ăn hoặc bỏ ăn và sốt. Cách khắc phục như sau. Điều trị nguyên nhân gây bệnh như sau. Dùng một trong các thuốc kháng sinh đặc hiệu có hoạt chất sau, điều trị tích cực như trộn vào thức ăn hoặc pha nước uống, chlorpheniconazole hoặc gentamicin cộng colistin hoặc eroflosacin lumequin hoặc trimethoprim cộng sulfamethoxazole hoặc norfloxacin cho uống một lần một ngày liên tục trong 7 ngày. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trợ sức và nâng cao thể trạng như sau. Dùng chất điện giải glucocase cộng vitamin ADE cộng vitamin B complex cộng men tiêu hóa cho uống 15 đến 20 ngày liền, cộng bổ sung vitamin ADE cộng vitamin B complex và men tiêu hóa, khoáng chất premix vào thức ăn cho ăn 1 tháng liền. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi bằng dung dịch thuốc sát trùng để diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Hoàng Văn Hành với số điện thoại 0394 3 số cuối 118 tại An Hòa, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng có hỏi: đàn gồm 200 con ngan thương phẩm, 50 ngày tuổi, một tuần nay ngan bị rụng lông nhiều, chưa dùng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Hành, với câu hỏi này, các chuyên gia cho biết nếu ngan không có dấu hiệu bỏ ăn, vẫn nhanh nhẹn thì không cần lo ngại bởi giai đoạn này là giai đoạn thay lông của ngan. Anh chỉ cần thả ngan ở nơi rộng rãi, không nhốt chặt. Chú ý thả ngan trên sân gạch và có bể tắm, cho uống nước có bổ sung hàng ngày B complex hoặc các chế phẩm tổng hợp có các hoạt chất, vitamin, axit amin kích thích mọc lông, nếu có nguồn rau xanh hoặc cỏ tươi an toàn cho ăn tự do hàng ngày. Và câu hỏi tiếp theo sẽ đến từ khán giả Trần Văn Cảnh với số điện thoại 0979 3 số cuối 091 tại Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang có hỏi: bồ câu sau khi đẻ trứng thì lại mổ trứng ngay, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa khán giả, theo các chuyên gia của chương trình, chim bồ câu đẻ trứng ra rồi quay lại mổ và ăn trứng là hiện tượng thiếu vitamin và khoáng vi lượng. Để khắc phục, khán giả cần thực hiện ngay các công việc sau đây. Bổ sung ngay 2g embryo stimulan cộng 2g super vitamin cho 1kg thức ăn, ăn liên tục 3 tuần. Bổ sung 2-4% bột đá nghiền hoặc bột sò, tôm, cua cho 1kg thức ăn, ăn liên tục 3-4 tuần là khỏi. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay tại đây. Tổng đài 1900-6145 của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp của bà con dành cho chương trình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!